ai giữ được, giữ không giữ được thì cái chuyện cá nhân của mình. Thì thầy khuyên nhủ đến chùa hay đến nhà người thân, thầy nói giờ bạn bè cứ hỏi mày khỏe không, chơi ở đâu, đi chơi chỗ nào thì được, chứ đừng thôi cứ điện câu trước thì ê đi chơi nhà mày, cái thời cái mày hỏi mẹ mày không hỏi cha mày. Tao nói trời ơi nít đi chơi thờ đặc cư, chừng nào mà cái tới là một con gái mới có tình trạng hỏi thăm cha mẹ, chứ còn hưởng trai đi chơi lát đi lát đi, không bao giờ xin cha mẹ, thấy nó về là cha mẹ mừng rồi. Mà có nhiều khi lấy đồ cứ đi chơi hoài bán đồ, cha mẹ thấy về là thấy sợ muốn đóng cửa rồi. Mày nghĩ gì, thầy nói giờ giống như con mình đi, không lẽ giờ đi ra cũng đi vô cũng hỏi đi đâu mày, đi về đi đâu, nói hoài cũng chữ. Thầy nói nít mà nó ham lợi nhà người đại cứ hiện đi sớm này chi, còn khởi xe đi uống cà phê này kia, chứ mình hỏi chi biết là anh đi uống cà phê quản đi chơi gì quản đi làm, hỏi chi đi ra vô nghe mệt. Còn chừng nào đi về khuya con mình giá bộ nguyên khách con đi thì sớm, cha mẹ thức khuya chịu chờ cửa chờ cũng lâu, lo lắng sợ con có chuyện gì xảy ra mà nói tình cảm thì được. Còn giống như mình đi, mình muốn đi đi ai cấm, mà vợ tin vợ chồng cứ đi ra đỡ xe đâu ông đi đâu rồi kêu đẩy ra cái về rồi hả, đi đi hoài nói mực mà đâu. Nên thầy nói những cái thì mình hỏi ví dụ cũng hỏi nhưng mà hỏi khéo. Dạ. Thì hỏi sao đừng có bực mình được rồi, chứ con người đừng có quán xuyến cái chuyện không đáng, đi ra đi vô cũng hỏi cái chuyện. Ta hỏi giờ người phải có lao động cũng phải đi buồn đi, có nhiều người đi tập thể dục đi ra công viên đi, còn mấy có nhiều người đàn ông thì đi ra quán uống cà phê, còn mấy hẹn bạn bè rủ đi chơi cũng làm mới làm ăn chứ bộ, giờ không đi chơi sao quen biết, cũng phải tìm cái gì dạo cái gì gặp nào đó quen biết cái gì đó. Nó muốn làm răng nó có địa chỉ đó đó, lấy số điện thoại đó đó, nói thầy Phúc giới thiệu để Khái dòm trên ở chùa, thầy để chân cái bình nước gì đó, thấy cái số điện thoại làm răng làm giảm 50%. Con nghèo phải không, 7 triệu 15 triệu giảm nữa còn có không có nhiêu tiền. Thì thầy nói giờ thì tụi con phải có tâm và siết suy nghĩ. Con người sống còn đi chùa thì phải có cái tâm đến chùa, ví dụ người ta bán gì ủng hộ, giống như trước thì cụ già mình thương, nhờ cái sự mà nắng mưa giải dầu mình mới thương, mà thương sao mà không hộ, đã kiếm từ đồng từ bắc không tiền mới đi buôn bán. Tôi hỏi giờ giàu giống như thầy tỷ phú thầy cho để cho cha mẹ ông bà thầy với đệ tử đi buôn bán gì cực, phải không? Giờ nhà mình có đầy đủ, có muốn con cái đi đi bán dạo ngoài đường đi bán số không, con cũng đâu cho mở cái tiệm, cũng phải là cũng kinh doanh, nhưng mà kinh doanh nhẹ, ví dụ bán cà phê quán cà phê hoặc nhà hàng khách sạn, làm cái nghề gì đi trong mát, phải không? Thì nói giờ giàu mà cũng làm siêu thị cũng bán đất sản cũng đi tới đi lui, chứ con ngồi không đó ta đưa tiền mình hả? Dạ. Yeah. Con cũng phải biết di chuyển, cũng phải biết vận động trí tuệ trí óc, rồi cũng phải đi tiền này để vận chuyển đi vận chuyển lại thì nó tiện mới tăng lên, rồi mua đi bán lại mới có lợi, chứ con nghĩ sao mà đồ gì ngồi tại chỗ người ta đem dăng tới họng mày. Thì tụi nói tụi con có cái đồ nào một vốn bốn lời này có đồ nào thầy, chuyện nhỏ một vốn, ví dụ giờ miếng đất là cấp ngàn lần chứ không phải cấp trăm cấp này kia. Ví dụ như con mua miếng đất đó hồi xưa có 100 triệu, mét có ví dụ như là 100 ngàn đến 300 ngàn, bây giờ đất tự nhiên đột xuất nó lên 5 triệu, 10 triệu một mét hoặc 50 triệu mét thì con lợi cấp ngàn lần, cấp trăm, cấp ngàn lần rồi. Ví dụ hồi xưa con ví dụ như có mua có 80 ngàn mà giờ con bán hả? Hồi đó ví dụ như miếng đất con mua 100 triệu mà giờ con bán tới 10 tỷ hoặc 50 tỷ. Có khi lên 100 tỷ thì con nói là cấp ngàn rồi. Thì thầy nói giờ không có gì bằng vốn kinh doanh là mua đất để đó chơi, không lỗ. Với mua nhà đó để sẵn, không lỗ. Chùa trên kia rồi thầy. Mua nước ngọt có 12 ngàn bán 50 ngàn này. Thì cái đó giống như thầy đến giờ bán chai bộ cụm người nghèo thì 50, giờ thầy chùa thầy tới là một lon nước 500, nước lọc cũng 500 ngàn, nước lọc cũng 500, nước bất cứ nước gì cũng 500 thôi. Sao thầy lên giá vậy? Mà còn đi mua tới chùa thầy không được cầm chai nước, mà không được cầm mua nước hoài vô chùa thầy, nếu cầm vô thầy là phạt 500. Đến chùa đâu phải cái quán nào mày muốn ăn muốn uống. Tiêu nghe rét rồi. Nếu hồi nãy nói 20 giờ nghèo thì giờ lỡ mày đưa như cũ, nhưng mà bữa sau là 50. Không kỳ không?
Hay kỳ quá. Còn mình mua ví dụ như mua nước dừa này cúng cho thầy thì được, còn mày cúng mày mua giùm người khác là không được. Giống như tụi con muốn uống thì qua bển ngồi uống, mày nằm dạ nằm về, mày uống quán ta mày được nằm võng nè, được ngồi ghế lâu được, rồi mày gửi xe được luôn. Còn đến chùa tao nói mày giờ tao cho mày ấy rồi chỗ đâu để xe. Dạ. Rồi mày để xe hoài không ai giữ rồi mắc ai đền. Mày khóc tiếng Tây tiếng Tàu cũng ai cứu mày được. Nào giờ cũng đi cả thế giới không ai bán lòng nước 500 hết á. Giờ thầy bán, thầy khả năng không được thì đến đừng nói mày khát nước uống hay gì. Thì đến chùa mình giờ thầy nói đi, giờ muốn thoải mái đi thì như cứ người cúng dường, theo như cúng dường trước đi. Cúng dường thầy 500. Cúng thầy tặng cho lon nước. Cứ ba lon thì ba người cúng hết đi thì thầy tặng cho chai nước. Thầy nói giờ cúng 500 thầy cho anh chai nước. Tặng. Còn nếu còn không ấy thì giờ mua cũng vậy luôn. Mua cũng vậy mà cúng dường cũng vậy. Còn cúng 10 triệu đi thầy cho đựng kết. Gì? Gì con? Thầy mua cái khăn đó đâu thầy? Mua là mua ngoài. Thầy lên chợ nhận chị ơi, du kích tặng thầy. Ừ. Thầy có giá nha, lên chỉnh để tặng nha. Ừ. Lên chỉnh họ tặng cho. Dạ, để con lên chỉnh coi họ tặng không hay họ tặng cái còng thầy. Ai biết. Chắc họ tặng cái còng quá thầy. Tại mày thích cái nào họ cho cái đó. Dạ. Hình như ảnh qua rồi đó thầy. Chị lát nữa mình nói luôn. Giờ dạ. Mình cho chuyện sơ sơ gì được rồi.